Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu quạt này á, là mình lắp sử dụng động cơ không nhiệt than, và nó nhìn nó giống như cái động cơ giống như quạt điện, nhưng mà đây nó là sử dụng điện 12V. Thì đây mình có một cái hệ thống điện 12V âm tường, và mình kết nối từ trên mái nhà xuống, và đây nó chỉ có cái jack này thôi này. Đó, cái jack này là jack 12V này. Thì khi mình cắm vô đây thì nó sẽ chạy. Nó chạy và nó ở đây chỉ chạy khoảng 50% tốc độ thôi là nó đã rất là mát rồi. Bây giờ mình tăng maximum đây này, nó thì cái quạt này á, mình ráp sử dụng cái động cơ không chổi than, cái mẫu động cơ của shop anh thợ điện mình đã giới thiệu cho các bạn ở một số cái clip trước, clip review trước rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn coi cái động cơ không chổi than. Cái động cơ không chổi than mình mua của shop anh thợ điện này, nó các bạn về chỉ cần lắp vô là xong, lắp vô cái thân quạt và lắp cái chức năng vô là xong. Đây thì mình chuyển cái để tăng giảm cái tốc độ quạt á, mình để đây để cho nó thuận tiện. Và hệ thống điện 12V thì mình sẽ kết nối từ hệ thống mặt trời xuống. Cái động cơ này thì một số theo mình đánh giá, nếu mà cái chạy cái kén lớn quá mà nó bị nặng á, thì các bạn có thể sử dụng những cái quạt cái cánh nhựa giống như của mình này. Các bạn hay sử dụng là cánh cái là cánh tay voi nó bị nóng á, thì mình đã test lên những cái clip trước rồi thì nó cũng đúng đúng là nó hơi nóng, do có thể là do cái cánh nó quá nặng so với cái motor. Thì các bạn có thể sử dụng những cái nhựa, cái trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn, và mình có thể như mình này, mình chạy 24 trên 24 không cần tắt gì hết. Mình đã chạy thử cái motor này trong vòng 3 tháng rồi, từ những cái clip đầu tiên mình review, các bạn có thể coi lại ở trong phần thông tin mô tả, đến giờ 3 tháng rồi và chưa thấy động cơ có dấu hiệu là bị cháy hay bị hỏng gì hết. Cái đó là thực tế. Đây, bây giờ mình sẽ gắn vô đây này, sẽ gắn vô đây nha. Đây là một cái đồng hồ đo, nó sẽ đồng hồ đo thì mình gắn ở đây. Đó, gắn đây thì điện điện xuống từ ở trên hệ thống mặt trời của mình xuống là đang được 12,8 V, và mức tiêu thụ của nó là đang là chưa được 1A nữa. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 50, chỉnh tốc độ lên là nó tăng lên không? Nó tăng lên là 1A, tức là cái dòng tiêu thụ của nó đang là 1A và 12V là đang là tốc độ maximum luôn. Còn nếu mà chỉnh tốc độ giảm xuống thì nó chỉ khoảng nó trên dưới khoảng 1A thôi. Và mình có thể chạy liên tục 24 trên 24 cũng được. Không có vấn đề gì hết, không có nóng thì động cơ động nếu mà mình sử dụng cái cánh nhỏ, cánh nhựa này như mình á, thì mình thấy cái động cơ nó không có bị nóng gì, nó không giờ đây là mình đang rời vô cái động cơ phía sau này. Và quạt này mình chạy từ từ sáng tới giờ nha. Từ sáng tới giờ bây giờ là gần 1 giờ rồi mà rời cái động cơ phía sau nó cũng không có cảm giác, không có nóng gì hết. Đó là do các bạn lựa chọn cái cánh nó phù hợp với cái động cơ thì nó sẽ ổn định hơn. Đấy, cứ vậy là bật lên thôi, nó giống như một nhìn nó giống như một cái quạt điện thông thường á, nhưng mà nó không phải, nó là quạt sử dụng động cơ không chổi than, hay còn gọi là BLDC, động cơ DC không không chổi than. Giờ mình sẽ chỉnh cho cái lượng gió nó maximum, nó rất là mát luôn. Đây mình đứng ở dưới quạt này rất là mát, rất là mạnh nha, chứ không phải là dạng như mấy quạt nhẹ nhẹ thổi vừa rì rào đâu. Các bạn có thể coi trên clip nhìn nó có vẻ nó yếu, nhưng mà đó, cho bạn coi cái bịch này, nó đây là cái tốc độ maximum của nó, tốc độ maximum mạnh nhất đang chạy ở cái app là 12V nha. Rồi cái phần thông tin thì các bạn có thể xem những cái clip trước review về cái motor này trước rồi, và cũng có một cái clip mình hướng dẫn các bạn lắp cái lắp quạt với cái động cơ này rồi. Các bạn có thể xem lại về thông tin về motor thì xem trong phần thông tin giả. Các bạn yêu thích thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào các bạn.